Kênh Nguyên Nhân City sẽ cập nhật những hình ảnh mới nhất của tuyến đường DT639 đoạn Điện Biên Phủ ra đến khu đô thị Diêm Vân. Vâng, đây là những hình ảnh từ ngã tư DT639 Điện Biên Phủ và quốc lộ 19 bên phía trên của màn hình. Đó là khu đô thị Riverside Chợ Gấp đang trong quá trình xây dựng. Trên tuyến từ Điện Biên Phủ ra với khu đô thị Diêm Vân thì có hai cây cầu khá là dài. Ở phía trước các bạn, đây là một cây cầu, và ngoài cây cầu này ra thì bên phía ngoài một xíu có một cây cầu khá là dài bắc qua những nhánh sông cũng như là các đường dân sinh. Hiện tại thì các cây cầu này đang làm những công đoạn làm sạch cuối cùng. Hy vọng là sau Tết Nguyên Đán thì con đường này sẽ được đi lại được từ Điện Biên Phủ ra đến khu đô thị Diêm Vân. Với tiến độ như thế này thì Quy Nhơn City nghĩ cũng còn khá là lâu nữa thì đường DT639 đoạn Điện Biên Phủ ra đến thị trấn Cát Tiến sẽ hoàn thành. Ít nhất là khoảng còn hơn một năm nữa thì chúng ta mới có thể thông xe đi lại được. Tại vì ngồi hai cái cầu này ra đoạn khu đô thị Diêm Vân, còn một cái cầu đang được xây dựng chưa có xong được bao nhiêu cả. Vâng, và sau đây kênh Quy Nhơn City mời các bạn xem những hình ảnh được kênh Quy Nhơn City cập nhật vào giữa tháng 1 năm 2024.